Do đó những cái gì mà nó đã được trình bày qua rồi thì chắc tôi cũng xin phép sẽ lướt qua. Thật ra cái phần này đó thì chắc các bác sĩ mình cũng biết là đối với bệnh nhân CBD đó thì chúng ta cũng muốn đánh động rằng là đối với bệnh nhân CBD thì thường là người ta sẽ có rất là nhiều những cái bệnh đồng mắt, những cái bệnh đi kèm. Nguyên nhân là do cái hiện tượng tích tuổi, thường bệnh nhân CBD là sẽ có nhiều tuổi, lớn tuổi, mà lớn tuổi thì thường càng lớn tuổi là càng có nhiều bệnh thôi. Hơn nữa, cái cơ chế sinh bệnh của chính của cái hiện tượng bệnh nhân bị CBD đó là một cái hiện tượng viêm mãn tính, và chính cái hiện tượng viêm mãn tính nó cũng là cơ chế sinh bệnh để gây ra hàng loạt những cái bệnh khác nữa. Do đó cũng là cái lý do làm cho cùng trên một bệnh nhân CBD là người ta bị mắc nhiều bệnh. Và cái phần sau thì chúng ta cũng biết rằng là để điều trị trên một bệnh nhân CBD mà có kèm theo những cái bệnh khác thì chúng ta cũng phải khéo khéo trong vấn đề lựa chọn thuốc để cho nó không có gây hại giữa cái thuốc để điều trị CBD mà nó gây hại ra những cái bệnh đi kèm khác và ngược lại, cũng như là chúng ta lựa chọn thuốc để làm sao cho nó không có gây hại khi mà chúng ta sử dụng các cái nhóm thuốc để quản lý bệnh nhân CBD. Thì chúng ta cũng biết rằng là đối với một bệnh nhân bị CBD đó thì người ta nhập viện nhiều nhất là do những cái lý do về cái bệnh phổi, tức là do cái bệnh CBD. Nhưng mà sau cái lý do về bệnh phổi đó thì những người bị CBD người ta nhập viện lại vì những cái vấn đề về tim mạch đó, vấn đề về tim mạch. Thì chúng ta cũng cần phải lưu ý những cái chuyện đó. Và chúng ta thử xem như là cái bệnh nhân bị CBD người ta chết vì cái gì. Khi nghe nói là bệnh nhân bị CBD đó thì chúng ta cứ nghĩ rằng là người ta sẽ chết vì cái bệnh phổi là nhiều nhất. Thì cái điều đó nó cũng đúng, nhất là những cái trường hợp mà CBD ở mức độ nặng, gôn 3, gôn 4, bậc 3, bậc 4, thì có khoảng 40% bệnh nhân CBD sẽ chết vì các cái biến cố về cái bệnh phổi. Nhưng mà bên cạnh đó thì người ta thấy rằng là có đến 30% bệnh nhân sẽ chết vì lý do về tim mạch. Và 20% sẽ chết vì cái ung thư phổi, và phần còn lại khoảng 30% sẽ chết vì những lý do khác. Do đó chúng ta sẽ thấy rằng là bệnh nhân CBD sẽ chết vì không phải vì cái chuyện là bệnh phổi đâu, còn có những cái nguyên nhân khác. Trong đó một trong những nguyên nhân rất chính yếu là bệnh nhân sẽ chết vì bệnh tim mạch. Và bệnh tim mạch cũng sẽ là một cái bệnh đồng mắt rất là thường gặp ở bệnh nhân CBD mà các bác sĩ mình cũng cần phải lưu ý. Và đây là những cái bệnh đồng mắt theo tuổi, thì chúng ta thấy rằng như tôi đã trình bày với các anh chị và chúng ta cũng vẫn hiểu đó, tức là bệnh nhân càng lớn tuổi thì càng mắc nhiều bệnh, cái chuyện đó là đương nhiên rồi ha. Và cái cơ chế sinh bệnh của bệnh nhân mà bệnh CBD nó chính là một cái tình trạng viêm mãn tính. Và chính cái tình trạng viêm mãn tính này nó cũng là cơ chế sinh bệnh để nó gây ra một loạt những cái bệnh khác, bao gồm các cái bệnh như là bệnh chuyển hóa như đái tháo đường, gây ra loãng xương, rối loạn tiêu hóa, bệnh tim mạch, vân vân, tất cả các loại. Chính vì cái chuyện này nó khiến cho chúng ta thấy rằng là trên một bệnh nhân bị CBD thì thường là người ta sẽ có rất là nhiều những bệnh đồng mắt khác. Và trong số các cái bệnh đồng mắt mà chúng ta có thể thấy trên một bệnh nhân bị CBD thì thường gặp nhất vẫn là bệnh tim mạch. Trong số các bệnh tim mạch mà chúng ta thường gặp thì chúng ta sẽ thấy rằng là người bệnh thường có kèm những cái bệnh tim mạch thường gặp như là suy tim, tăng huyết áp, rung nhĩ, bệnh tim thiếu máu cục bộ. Đó là bốn cái bệnh tim rất là thường gặp trên cái bệnh nhân bị CBD. Ngoài các cái bệnh tim mạch thì còn có những bệnh đồng mắt khác như các cái rối loạn về xương khớp, các cái rối loạn về bệnh chuyển hóa như là đái tháo đường, bệnh trầm cảm, những cái bệnh lý phổi khác cũng rất là thường gặp như là ung thư phổi. Mà như tôi nói, trong các cái trường hợp mà kết thúc tử vong của cái bệnh nhân bị CBD thì ung thư phổi nó có thể chiếm tới 20% cái nguyên nhân. Và đây là một cái slide như đã vừa trình bày, thì tim mạch chính là một cái nguyên nhân thường gặp nhất đối với bệnh nhân CBD. Và trong số các cái bệnh lý tim mạch mà chúng ta thường đồng mắt trên bệnh nhân CBD, đó là tình trạng suy tim, là cao huyết áp, là bệnh tim thiếu máu cục bộ, là cái vấn đề rung nhĩ. Đối với bệnh nhân suy tim trên bệnh nhân CBD thì một trong những cái bệnh nhân mà đi vào cơn kịch phát thì lúc đó chúng ta sẽ xét nghiệm cái proBNP để biết là bệnh nhân có thể là có cái tình trạng suy tim kèm theo hay không. Và dựa trên các cái chỉ số của proBNP thì chúng ta có thể dự đoán là bệnh nhân đó là lúc đó có tình trạng suy tim hay không. Trong vấn đề điều trị của bệnh nhân suy tim đó
Thì nói chung cái việc điều trị thì nó cũng giống như guideline của điều trị suy tim thôi. Nhưng mà chúng ta lưu ý rằng là không cần thiết phải hạn chế sử dụng beta blocker. Và trong trường hợp trên một bệnh nhân SUBD mà có suy tim thì chúng ta vẫn có thể sử dụng beta blocker để điều trị được, với điều kiện là chúng ta phải sử dụng các cái selective beta blocker. Các cái selective beta blocker mà đã được chứng minh có thể an toàn mà có thể sử dụng được thì nó có thể như là bisoprolol, metoprolol hoặc là nebivolol hoặc là carfedilol. Còn các cái thuốc khác thì nói chung là chúng ta đều có thể điều trị bình thường. Trong đó có nếu mà phải sử dụng lợi tiểu thì chúng ta phải lưu ý đến cái tính chất gọi là hạ kali máu khi chúng ta sử dụng lợi tiểu. Đây là một loạt những trong số các cái beta blocker chọn lọc thì chúng ta có rất là nhiều những cái nghiên cứu chứng minh rằng là việc mà chúng ta sử dụng bisoprolol hoặc là carfedilol là hai cái beta blocker có rất là nhiều chứng minh cho thấy sử dụng rất là an toàn trên nhóm những cái bệnh nhân SUBD có kèm theo tình trạng suy tim. Trong vấn đề beta để điều trị bệnh nhân SUBD thì chúng ta sử dụng beta 2 thì chúng ta lưu ý rằng sử dụng các cái short acting thì nó sẽ làm xấu thêm cái tình trạng suy tim, và chúng ta trong trường hợp có thể được thì chúng ta sẽ hạn chế cái sử dụng các cái short acting, tức là các cái SABA để điều trị, vì lúc đó nó có thể làm xấu tình trạng suy tim. Tuy nhiên nếu chúng ta sử dụng LABA hoặc là LAMA thì nó rất là an toàn trên bệnh nhân bị suy tim. Đối với bệnh nhân bệnh mạch vành á, thì nói chung cái việc điều trị của chúng ta cũng không có khác gì so với guideline để điều trị bệnh nhân bị bệnh mạch vành, và cái phần này thì cô Hạnh cũng đã nói rồi. Trong vấn đề mà điều trị bệnh nhân SUBD mà có kèm tình trạng rung nhĩ thì đối với các cái thuốc điều trị rung nhĩ thì chúng ta vẫn có thể sử dụng bình thường giống như guideline. Chúng ta chỉ lưu ý rằng là khi mà sử dụng các cái thuốc để điều trị bệnh nhân SUBD thì theophylline và các cái SABA nó sẽ làm xấu thêm cái tình trạng bệnh nhân bị rung nhĩ. Cần phải lưu ý cái tình hình này. Đối với các thuốc về điều trị tăng huyết áp trên một bệnh nhân đi kèm SUBD thì việc điều trị nói chung cũng là giống như guideline thôi, cũng không ảnh hưởng gì. Trong trường hợp mà sử dụng beta blocker có chỉ định thì lúc đó chúng ta sử dụng selective beta blocker thì là được. Còn nếu phải sử dụng lợi tiểu thì cần phải lưu ý đến cái tình trạng làm mất kali khi mà sử dụng lợi tiểu. Còn các cái ức chế canxi, ức chế mang chuyển, ức chế thụ thể thì chúng ta vẫn có thể sử dụng tương đối an toàn, không có vấn đề gì cả. Về một cái bệnh đi kèm khác cũng rất thường gặp đó là bệnh đái tháo đường. Thì trong cái chiến lược điều trị bệnh đái tháo đường trên bệnh nhân SUBD thì cái việc điều trị nói chung cơ bản là metformin là vẫn là đầu tay. Và đối với những cái chống chỉ định của bệnh nhân bị sử dụng metformin như suy gan, suy tim, suy thận nặng thì chúng ta không sử chọn lọc cái metformin. Còn khi mà chúng ta sử dụng corticoid vì lý do gì để điều trị đợt cấp hoặc là một số những cái trường hợp mà chúng ta sử dụng trên bệnh nhân bị SUBD thì các bác sĩ chúng ta phải lưu ý rằng là khi chúng ta sử dụng corticoid để điều trị trên bệnh nhân SUBD thì cái khả năng nó làm gia tăng đường huyết, nó sẽ gia tăng gấp 5 lần. Và lúc đó nó có thể thúc đẩy một cái bệnh nhân tiềm tàng cái đái tháo đường, lúc đó nó sẽ thể hiện rõ cái tình trạng đái tháo đường. Và trong những đợt cấp và để điều trị cái tình trạng tăng đường huyết như vậy, đôi khi chúng ta phải sử dụng tới insulin để ổn định cái đường huyết. Nhưng mà khi mà bệnh nhân qua cái đợt cấp không còn phải sử dụng corticoid nữa rồi thì trong những trường hợp lúc đó chúng ta sẽ điều chỉnh lại và có ngưng cái insulin, chứ đừng có tiếp tục điều trị thì lúc đó bệnh nhân sẽ bị hạ đường huyết. Về vấn đề thiếu máu thì cái việc điều trị trên kèm với bệnh nhân SUBD thì nó cũng giống như vậy thôi. Đại đa số các trường hợp này là các cái thiếu máu đẳng sắc đẳng bào do giảm tác dụng của erythropoietin. Trong vấn đề điều trị thì chúng ta cần phải truyền máu. Còn chúng ta không có sử dụng cái erythropoietin vì nó sẽ không có tác dụng. Còn cho sắt thì nó sẽ hại. Đối với cái nguy cơ về osteoporosis là vấn đề loãng xương trên bệnh nhân SUBD thì người ta thấy rằng là khi mà chúng ta sử dụng ICS thì cái gia tăng cái nguy cơ loãng xương và gãy xương nó tăng lên gấp 1.3 lần. Còn khi chúng ta sử dụng systemic corticosteroid vì lý do gì đó để điều trị trên bệnh nhân SUBD thì nó cũng sẽ làm gia tăng tùy theo cái kiểu mà chúng ta sử dụng cái corticoid toàn thân. Nếu mà sử dụng ngắt quãng đó thì nó gia tăng 1.5 lần.
Nếu mà sử dụng lâu lâu, sử dụng cách đột xuất thì nó tăng gấp 2 lần. Nhưng nếu mà sử dụng liên tục thì nó có thể tăng lên gấp 3 lần cái nguy cơ làm loãng xương và gãy xương. Và cũng giống như cô Hạnh cũng đã nói đó, một trong những cái chuyện mà chúng ta sẽ lưu ý trên bệnh nhân SUBD đó là bệnh nhân sẽ tử vong, có bệnh đi kèm nó là ung thư phổi. Và chính cái ung thư phổi này và cái tỷ lệ mà ung thư phổi nó sẽ gia tăng gấp 4 lần ở người hút thuốc lá mà không có SUBD. Và chúng ta cần phải lưu ý phát hiện cái tình trạng ung thư phổi là một cái bệnh đi kèm trên bệnh nhân SUBD. Và cái chúng ta cũng biết rằng là cái tỷ lệ mà bệnh nhân SUBD chết vì ung thư phổi nó chiếm khoảng 20% trên những cái bệnh nhân mà bị SUBD. Như vậy thì một số thuốc khi chúng ta sử dụng để điều trị cho bệnh nhân khi có bệnh đi kèm, đặc biệt là các bệnh tim mạch để điều trị cho SUBD thì chúng ta cần phải lựa chọn. Trong đó cái việc mà sử dụng ICS chúng ta cũng cần phải cân nhắc vì nhiều cái lý do. Việc sử dụng theophylline hoặc là các HESABA thì chúng ta cũng cần phải cân nhắc khi mà bệnh nhân có những bệnh đi kèm như là vấn đề về bệnh tim mạch. Và do đó chúng ta thấy rằng là lợi ích của cái việc chúng ta quản lý của bệnh SUBD bằng các cái giãn phế quản kép tác dụng kéo dài như là LABA hoặc là LAMA nó rất là lợi ích. Thì một cái nghiên cứu chứng minh cho thấy trong cái nghiên cứu FLAM thì cho thấy rằng là cái tác dụng mà quản lý những cái bệnh nhân SUBD ở mức độ nặng làm giảm các cơn kịch phát thì cái phối hợp LABA cộng LAMA là indocatorone glycopyrrolidone nó thậm chí nó còn tốt hơn cả ICS LABA là salmeterol và fluticasone. Trong một cái nghiên cứu khác thì nghiên cứu Latin thì nó cũng chứng minh rằng là cái bộ 2 LABA LAMA nó làm giảm ý nghĩa có đợt cấp so với cái ICS LABA tốt hơn. Trong nghiên cứu Wisdom thì nó cho phép chúng ta là nếu đã khởi động với bệnh nhân bằng triple therapy, sau đó nếu mà bệnh nhân ổn định thì chúng ta có thể rút ICS để còn chỉ điều trị bằng LABA cộng LAMA. Thì cái hiệu quả của không là nó sẽ không làm gia tăng các cái đợt cấp xảy ra trên bệnh nhân SUBD. Và như vậy chúng ta đã rút được cái ICS ra trong cái điều trị thì nó sẽ rất là tốt. Chỉ có điều trong nghiên cứu Wisdom thì cho thấy rằng là cái kết quả chung cuộc thì FEV1 của cái nhóm mà có rút ICS thì nó có giảm nhiều hơn so với cái nhóm mà không có rút ICS, vẫn còn duy trì ICS để điều trị cho những cái SUBD mà nhóm nặng. Tuy nhiên về cái các cái cơn cấp thì nó sẽ không có gì thay đổi hơn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là đối với bệnh nhân SUBD thường là lớn tuổi và có tình trạng viêm hệ thống mãn tính lâu dài, nó đưa đến một cái tỷ lệ các cái bệnh đồng mắt rất là cao. Và các bác sĩ mình cũng hết sức phải lưu ý phát hiện các cái bệnh đồng mắt đi kèm ở trên bệnh nhân SUBD. Và trong các cái bệnh đồng mắt thì nhóm bệnh tim mạch là nguyên nhân hàng đầu gây ra nhập viện và nguyên nhân thứ hai gây tử vong ở bệnh nhân bị SUBD. Và ở những bệnh nhân SUBD có kèm theo bệnh tim mạch thì chúng ta có thể điều trị thường quy theo GOLD và các cái guideline điều trị các bệnh lý tim mạch. Nhưng chúng ta cần lưu ý là khi quyết định phải sử dụng beta blocker thì phải sử dụng beta blocker selective, tức là chọn lọc. Và chúng ta phải hạn chế cái việc sử dụng SABA hoặc là theophylline vì nó có thể làm hại các cái bệnh lý tim mạch mà đi kèm ở bệnh nhân bị SUBD. Và qua cái việc lựa chọn như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái vai trò và lợi ích của cái nhóm giãn phế quản tác dụng kéo dài như là LABA hoặc là LAMA để quản lý bệnh nhân SUBD khi mà mắc những bệnh đi kèm, nhất là có cái vấn đề bệnh đi kèm và bệnh tim mạch. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn. Xin rất cảm ơn Phó Giáo sư Lê Tiến Dũng.